Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cái cách sang số của cái bộ 4 số tiến 1 số lùi như thế này. Thì nhiều bạn mua hàng của mình về ấy, thì không biết sang số kiểu gì thì nó sẽ lặng tay hay là cái gì thì các bạn kêu là nó hỏng này lọ thì nhân tiện đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái vị trí để nó ra được 4 cái số khác nhau. Thì đầu tiên ở đây trên cái bộ số lăn tạ này là nó có hai cái vị trí sang số này, trên và dưới. Đấy. Cái vị trí đầu tiên ấy khi các bạn để là vị trí trung gian, tất cả là đều vị trí trung gian. Nó sẽ thẳng về cái hướng camera như này và cái này thì thẳng xuống dưới đất như này. Đấy. Và cái này thì thẳng về hướng của người ngồi, là cái hướng camera mình đang xem đây. Thì bình thường cái cần số này không tác động gì thì ở đây sẽ cho ta ra hai vị trí khác, vị trí số 1 và vị trí số 2. Đây. Thì khi nó sang số mà nó bị hóc ấy, thì mình cần phải quay cái vị trí trục này đi một chút. Đấy, đây là vị trí một số này. Đấy, các bạn có thể nhìn cái râu mình đang quay đây là vị trí một số này. Đấy, nó cho ra hai cái số bình thường này là hai số nhanh. Đấy, và khi ta về mo thì về đây là về số mo. Và khi ta kéo sang bên này nó sẽ là một số nữa nhé. Đấy, nó sẽ là một số nữa. Đấy, số này thì chậm hơn một chút. Đấy, đây là hai số các bạn nhé. Và ta đưa cái này về vị trí trung gian này. Tiếp theo thì ở cái cần tác động này, nếu như cái cần này ta đưa về vị trí phía bên tay trái của mình đang xem. Đây. Khi ta đưa cái cần này về vị trí bên trái thì ta sẽ có một số khác này. Đấy. Số này là số chậm này. Vẫn ở cái cần này vẫn ở phía bên trái thì ta sẽ đưa cái này sang bên phải này, nó sẽ ra là 2 là thành 4 số nhá. Đây. Có nghĩa là khi cái này bạn gạt về bên này và cái cần này thì sẽ cho ta ra hai vị trí khác nữa thì sẽ là số 3, số 4. Đấy. Đây là vẫn là số tiến các bạn nhé. Đấy là sẽ cho ta ra 4 số này. Tiếp theo đưa cái này về vị trí trung gian. Cái cần này các bạn gạt về phía bên phải màn hình. Đấy. Các bạn gạt về bên phải và các bạn kéo cái này về phía bên kia thì sẽ cho ra một số nữa, đấy là chính là số lùi. Đây, số lùi đây. Đây các bạn nhìn cái râu nhá. Đây mình đang quay tiến này thì sẽ ra cho 4 số này. Đấy. Các bạn sử dụng cái loại 4 số thì nó như vậy. Còn nếu các bạn dùng 5 số thì nguyên lý của nó cũng thế thôi. Khi các bạn kéo về cái cần trên này, các bạn kéo sang bên phải thì các bạn sẽ cho được hai vị trí trái và phải sẽ là một số, hai số. Đấy. Và cái cần này các bạn đưa về bên tay trái, các bạn sẽ cho ra hai số nữa ở phía dưới này là hai số. Và khi cái cần này nó đang ở vị trí trung gian thì các bạn sẽ đưa cái cần này ra hai số nữa là sáu số. Sáu số thì trong đó có 5 số tiến và một số lùi. Đấy. Có nghĩa là mỗi một vị trí này sẽ cho ra hai số. Mỗi một vị trí đứng im như này thì sẽ cho ra hai số ở dưới này. Đấy. Thì cái này ở bên trái cho ra hai số, cái này ở giữa cho ra hai số và cái này ở bên phải cho ra hai số dưới này nữa. Đấy, đối với cái loại 5 số tiến một số lùi thì như vậy, còn đối với cái loại 4 số tiến một số lùi thì ở vị trí bên phải này chỉ cho một số lùi thôi. Thì các bạn khi mà mua hàng ấy thì các bạn sang số ở đây trước. Thì các bạn những cái bạn mà mua số cũ ấy thì các bạn thử ngay ở trên cái này trước. Và sau đó các bạn sẽ điều chỉnh ở cái dây. Điều chỉnh cái dây làm sao để cái khoảng cách nó thay đổi đúng bằng cái cự ly từ vị trí này về vị trí trung gian đây. Đấy. Thì từ vị trí này sang vị trí này là bao nhiêu thì các bạn phải điều chỉnh cái dây cho nó hợp lý. Và từ vị trí này sang vị trí này bao nhiêu thì các bạn phải điều chỉnh cái dây cho nó hợp lý thì khi sang số nó mới sang được. Đây,
tất khi các bạn đưa hai cái này về vị trí trung gian thì tất cả các số là không có chuyển động. Đấy, các bạn lưu ý cho mình nhé. Mỗi một vị trí phía trên này sẽ cho ra hai vị trí phía dưới này. Vì vậy là ba vị trí ở trên thì sẽ cho ra 6 vị trí ở dưới. Đối với cái loại 5 tiến một lùi là 6 số. Còn đối với cái loại mà 4 tiến một lùi thì vị trí này ở phía bên phải thì chỉ cho một số lùi mà thôi, không có số tiếp theo. Đấy, khi các bạn mà mua hàng thì các bạn lưu ý cái vấn đề lắp đặt như thế. Tiếp theo thì hôm nay nhân tiện đây thì mình xin giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm đấy nữa, là một cái bộ số 4 số có ben. Đây. Đấy. Thì mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ số nữa là bộ 4 số và có đầu bơm. Đây, cái lỗ này là cái lỗ công tơ mét các bạn nhé. Đấy, nhiều bạn không để ý thì mình lưu ý cho các bạn là các bạn có dây công tơ mét ấy, thì các bạn cắm vào đây thì sẽ có dây công tơ mét là cắm vào đây. Đây là cái đầu bơm này. Đầu bơm này các bạn đưa lên cây ben để các bạn chuyển động này. Còn đây là đầu vào này. Đây là đầu ra này. Đây thì cái bộ này thì 4 số của nó cũng hoạt động y như cái bộ kia. Tức là có 4 số tiến lùi. Thì đây là cái cần này, cần sang số ben này. Đấy. Thì cũng giống như cái bộ kia. Mỗi một cái vị trí này thì cho các bạn là một số khác nhau. Nếu có 3 vị trí thì cho ra 3 số này. Cái bộ này là bộ 4 số thôi, không phải bộ 5 số. Đấy, các bạn đưa cái này cần này sang bên phải này thì các bạn sẽ có một số tiếp này. Đây là số chặn này, các bạn để nguyên vị trí này và đưa sang bên kia thì sẽ có một số nữa này. Số này là số chặn này. Bây giờ các bạn đưa cái cần này sang bên phải này, đấy, thì các bạn sẽ có một cái số là số lùi này. Cái bộ này là bộ 4 tiến một lùi kết hợp có cây ben nhé. Mọi chi tiết thì đặt hàng xin liên hệ qua số điện thoại là 0983818955.